Bước nhảy Hoàng Vũ 2024, 8 năm quay lại, có lợi hại hơn xưa. Vắng bóng trong suốt 8 năm, năm 2024, chương trình Bước nhảy Hoàng Vũ chính thức quay trở lại với những điểm mới, dự là sẽ lợi hại hơn xưa. Chương trình Bước nhảy Hoàng Vũ do công ty Cách Tiên Sa tổ chức sản xuất là một chương trình truyền hình thực tế sống còn. Năm 2024, chương trình trở lại với một phiên bản hoàn toàn mới, với chủ đề Beauty on the Fire, ngoài vũ đạo. Chương trình sẽ là một cuộc chiến về nhan sắc khi có loạt hoa hậu, á hậu, người đẹp trong nước và quốc tế quy tụ. Từ đó, công ty Cách Tiên Sa mong muốn làm sống dậy những ký ức đẹp của một chương trình từng làm mưa làm gió cách đây hơn thập kỷ, đặt mục tiêu lớn hơn là vươn tầm quốc tế. Có thể nói, từ khi ra mắt, Bước nhảy Hoàng Vũ đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả, đặc biệt là dàn sao tham gia. Về phía các nghệ sĩ Việt Nam, có diễn viên Phương Oanh, diễn viên, ca sĩ Trương Quỳnh Anh, diễn viên Bình Nga, ca sĩ Phạm Lịch, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Lê Hoàng Phương, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022, Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023 Ngọc Hằng, người đẹp top 5 Miss Universe Việt Nam 2023 Emma Lê, người đẹp top 10 Miss Grand Việt Nam 2022 Chu Lê Vi Anh. Về phía các nghệ sĩ Hàn Quốc, MC biên tập viên, người chơi trong chương trình Đảo Thiên Đường Hujeon, ca sĩ Shinju, Miss Busan 2023, người chơi địa ngục độc thân mùa 3 Mini Ăn và Á hậu 2 Miss Korea 2017 Su Yeon.